xuống tầng 1 và thấy Kelly vẫn đang chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dr. Lee Official và nay đã đổi tên thành Chú Nam Official. Cái tên kênh cũ thì hiện tại rất nhiều bạn đọc nhầm và khó nhớ, cho nên là mình đã đổi lại cái tên này để có thể dễ đọc hơn và dễ hình dung với mọi người. Ok, và ngay lúc này đây thì trên tay mình đang là chiếc nút vàng của Khánh Ly Official. Fan của Khánh Ly thì đều đã biết rằng Khánh Ly đã đạt được 100.000 lượt đăng ký từ rất lâu rồi, nhưng cho đến giờ thì nút mới về đến nơi, bởi vì kênh chúng ta gặp phải khá sự cố. Mình đã giải quyết những sự cố đó và ngày hôm nay sẽ đem cái nút này đến trao cho chính chủ. Ok, thế thì ngay bây giờ đây mời các bạn cùng theo mình đến nhà của Khánh Ly và Khánh Ly để trao quà cho chủ nhân. Trải qua một con đường rất xa thì bây giờ mình đã đến nhà của Kelly rồi. Giờ sẽ gọi chúng nó xuống. Rồi, cùng vào nhà Kelly xem nào. Hello anh. Thế làm sao mà Thế ạ. Lại vừa đến đã thấy ông em lại đang mặc tạp dề. Đấy, mình đảm đang lắm. Dao nhất, tay nhất, rất là chuyên nghiệp rồi đấy. Cái này là cái quẹt ớt, pha ớt, gia vị à, chất. Chất luôn. Định làm món gì anh? Em làm món là gà nướng trên mái nhà anh. Được của nó đấy. Trước anh lên nướng gà trên mái nhà cùng bọn em. Trước còn làm gà đồi, giờ làm gà trên mái nhà. Rồi rồi, đây tôi đi. Trời lâu nay lắm rồi, trời lâu lắm rồi. Trước giờ toàn được nhìn kẻ thôi, giờ mới biết là đây là của mình. Giờ có nút chính chủ rồi, vinh váo rồi. Mất báo công sức mà lấy về đấy. Đấy, Khánh Ly Official. Được 300k rồi. 300k sắp rồi, giờ mới nhận được 100. Thế em không phụ Kelly nấu nước kìa. Nó đảm đang lắm, anh cứ để cho nó tự động. Ôi trời ơi. Em sẽ cho anh thử thức món là cay không nước mắt rơi luôn. Đây là phòng khách. Nhà anh nhỏ lắm, nhỏ vậy. Cái này to rồi. Rất là rộng. Tầng 1 chỉ có nhà bếp và nhà vệ sinh. Nào giờ sẽ Ly sẽ dẫn mình đi lên trên tham quan căn phòng mà cặp đôi thường xuyên phát cẩu lên cho nó phát. Rồi, đứng ngoài thôi, không vào đâu. Phòng của anh Phúc. Đây là phòng anh Hải. À, phòng. Trên này là cái phòng hay phát cơm chỗ rồi. Thế bọn em cũng ở trên này luôn à? Cái này toàn mùi chó. Đây rồi. Úi giời ơi. Đây nha, phòng sẻ chim của cặp đôi Kelly Khánh Ly đây nha. Toàn cảnh. Giường luôn. Vâng, kiểu em chưa mua sẵn một giường, em đang tặng cái đấy. Dàn máy 50 triệu. Đống gấu bông này, à đống thú bông này là Kelly mua cho à hay là em tự mua? Tự mua cho đấy, từng nhỏ ít này thôi à, hơn 1,5 triệu thôi. Nó là nhỏ một tí, nó búp bê kia là Thuận tự mua. Em đang định mua nữa cơ, này nó chưa được đâu. Nút bạc lấy về để soi gương luôn. Tiện luôn, tiện. Ôi chờ lâu lắm rồi, chỉ được nhìn qua ảnh thôi, hoặc là nhìn ké ở Thuận thôi. Giờ về được cầm vào chính của mình. Có định làm tiệc ăn mừng gì không? Em không biết. Rồi. Em đợi nước vàng này rồi làm luôn rồi thế. Anh em mình sẽ chơi một trò chơi để tặng quà cho fan hâm mộ nhân dịp Khánh Ly đạt nút bạc.
chốc xuống chơi với Thuận. Rồi đi xem đám chó. Mất hôm nọ mất một con anh ạ. Sao mất? Nó chạy đi chơi. Hai con. Ủa anh nhớ chó khác khác mà nhỉ? Hai ba con cơ, nhà một con nó chạy đâu ấy. Ui lại, còn có cả thỏ nữa mọi người ạ. Nuôi đủ kiểu luôn. Có mèo không? Đang tính mua, chẳng biết mua cho người đâu. Nó ăn gì ấy? Cái gì nó cũng ăn. Nhìn qua nghe tưởng kẹo. Không, có một con nâu nâu nữa. Đến xa, đường gà trên kia. Đường gà trên mái nhà. Lên đây đường gà. Vâng, trên kia thì chú đẹp lắm. Ok. Rồi, trong nữa cùng chờ xem đường gà thế nào. Gà trên mái nhà. Ok, nhân dịp chào nước bạn cho Khánh Ly thì hôm nay bọn mình sẽ làm một cái trò chơi nhỏ nhỏ để tặng kim cương cho fan hâm mộ, được không? Thì anh với em chơi một trò gì đấy, ai thắng được Khánh Ly tặng 5.000 kim cương. Wow. Đây, Khánh Ly tặng bao giờ? Người yêu được nước bạc phải tặng chứ. Đồng ý không? Ok. Ờ đấy, nó đồng ý rồi đấy. Không đồng ý tối ra cho nhau. Rồi, anh đùa em tí thôi. Thì thực ra thì lần này anh muốn Ly sẽ đặt một câu hỏi gì đấy cho fan hâm mộ. Ai sẽ trả lời được 10 bạn đi, trả lời đúng và sớm nhất sẽ được tặng kim cương. Được chú Ly tặng kim cương. Chú mày. Em có câu hỏi gì không? Khám lắm anh ạ. Biết biết. Lần thứ hai em gặp anh là ở đâu? Là ở đâu? Lần hai em gặp anh ở đâu? Ok, thế câu hỏi sẽ là lần thứ hai mình và Ly gặp nhau là ở đâu? Các bạn hãy nhớ xem lại các video của mình và trả lời cho đúng nhá. Thank you.